Mảnh đất xứ Thanh gắn liền với một loài cây nhỏ bé nhưng có sức sống mãnh liệt, bền bỉ, đó chính là rau má. Không phải ngẫu nhiên mà rau má được mệnh danh là sâm của người xứ Thanh, bởi đây không chỉ là một loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, mà còn là một vị thuốc nam mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và nếu có dịp về với xứ Thanh, du khách đừng quên thưởng thức những món ăn ngon được chế biến từ loài cây đặc biệt này. Từ bao đời nay, cây rau má gần gũi với đời sống của người xứ Thanh. Trong hồi ức của nhiều thế hệ người dân Thanh Hóa, hương vị rau má thanh đạm, ngọt bùi đã giúp họ đi qua những cơn đói mùa giáp hạt. Người xứ Thanh ăn rau má để nuôi lớn giấc mơ, hoài bão, để dành những gánh thóc, ngô, khoai, sắn, phục vụ chiến trường, góp phần vào công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Hơn cả món ăn dân dã, thức ăn cứu đói một thời, rau má quyện vào đời sống và tâm thức người xứ Thanh, thấm đẫm giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc. Rau má là một thực phẩm dân dã, bình dị, gắn liền với cuộc sống lao động, lang lũ vất vả của người dân Thanh Hóa từ bao đời. Và trong cuộc sống hiện đại ngày nay, rau má đang trở nên vô cùng phổ biến bởi nó được chế biến thành rất nhiều những món ăn ngon và được thực khách ưa chuộng. Và một trong số đó chính là món nộm rau má. Không còn là một loài cây mọc hoang dại, lấm lem đất cát nơi thôn quê mộc mạc. Giờ đây, rau má đã trở thành món ăn quen thuộc, được chế biến tại rất nhiều nhà hàng lớn sang trọng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Tùng, là bếp trưởng của nhà hàng Kahat Food Garden, để cùng học cách làm một món nộm rau má ngon đúng điệu. Anh Tùng ơi, để làm được một món nộm rau má thì chúng ta sẽ cần có những nguyên liệu gì ạ? Mình sẽ có nguyên liệu chính là rau má. Hai, mình sẽ có tôm tươi bóc vỏ, có thịt đặc ăn, mình sẽ thái con chì ạ. Mình sẽ có lạc rang ạ, mình sẽ có cà rốt bào sợi ạ. Và quan trọng nhất là mình sẽ có nước sốt đặc trưng của nhà hàng Kahat Food Garden ạ. Đầu tiên mình sẽ cho nguyên liệu chính là rau má vào trước. Tiếp theo mình sẽ cho cà rốt bào sợi vào. Mình sẽ cho nước sốt gỏi vào ạ. Tại sao chúng ta lại trộn riêng rau mà lại không cho cả tôm và thịt vào trộn cùng ạ? Mình trộn riêng là tại vì rau má này mình trộn nhẹ nhàng hơn ạ. Mình sẽ trộn riêng ạ. Vì nó để nó giữ nguyên cái lá rau nó sẽ được lành và ngọt, cái hương vị của rau má. Và tiếp theo mình sẽ cho tôm và thịt vào. Phần này mình sẽ trộn mạnh tay hơn một chút ạ, để nó có thể thấm đều các gia vị của nước sốt vào. Mình sẽ bóp tầm 30 giây ạ. Sau khi tôm và thịt đã ngấm đều rồi thì mình sẽ có thể bày ra kèm với rau má và thưởng thức ạ. Sau khi mình đã trình bày ra đĩa thì mình sẽ rắc ít lạc lên để tăng hương vị của món ăn. Lạc rang tuy không phải là nguyên liệu chính nhưng mà lại rất là quan trọng để tạo nên hương vị tổng thể cho món nộm rau má, phải không ạ? Đúng rồi. Thì lạc rang là sẽ là cái nguyên liệu tăng hương vị của món trộn gói lên ạ. Như vậy là món nộm rau má của chúng ta đã hoàn thành rồi. Và sau đây xin được mời Thùy Dung sẽ thưởng thức món nộm rau má của nhà hàng Kahat Food Garden của... Dạ, em cũng đang rất là nóng lòng muốn thử xem là hương vị nó như thế nào. Nộm rau má, tôm, thịt không chỉ là một món ăn rất là thơm ngon, rất dễ ăn mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe, bởi nó có thể giúp cho chúng ta giải nhiệt cơ thể. Nộm rau má vừa có vị giòn, dai của rau má, cộng thêm mùi thơm của lạc rang, béo béo của tôm và thịt, và cùng với đó là hương vị chua ngọt của nước sốt thì tạo nên một món ăn rất là tuyệt vời, đặc biệt mỗi dịp gia đình sum họp. Trong rất nhiều sự lựa chọn về thực phẩm hàng ngày, nộm rau má, tôm thịt thanh mát, chua ngọt chắc chắn sẽ mang đến cảm giác lạ miệng, vừa giòn dai, vừa bùi bùi rất dễ ăn. Không những thế, món ăn này còn giúp bổ sung chất xơ, giải độc và thanh nhiệt cơ thể. Ly nước ép rau má tươi cùng chút đường hoặc thêm chút đậu xanh xay nhuyễn thơm thơm, bùi bùi, hòa quyện cũng là một gợi ý tuyệt vời dành cho du khách khi về với xứ Thanh.